Thưa quý vị, thảm đỏ giải quả cầu vàng bị ngập lụt, tin từ California. Một trục trặc đã xảy ra trên thảm đỏ lễ trao giải quả cầu vàng khi đường ống nghi là nước thải tại khách sạn Beverly Hills bị vỡ, phun nước tràn ngập. Lực lượng cứu hỏa vội vã đến hiện trường, sử dụng máy thổi khí và hút chân không để làm sạch nước, mùi và giải quyết vụ việc trước khi các tài tử sánh bước tạo dáng. Theo những nhân chứng, nước màu đen xì và có mùi như là nước thải đã xâm nhập vào khu vực phóng viên báo chí đang đứng đợi các siêu sao xuất hiện với những bộ đầm vest lộng lẫy. Lập tức, mọi người di chuyển đi nơi khác. Nhân viên trong khách sạn cho hay trục trặc xảy ra do một vòi phun của thiết bị chữa cháy tự động bị hỏng. Nhưng những nhân chứng có mặt lại nói nước đen và có mùi khó chịu. Sau khi vấn đề được giải quyết, thảm vẫn chưa khô hoàn toàn, ban tổ chức phải tìm nhiều cách khắc phục bằng việc cắt hay thay thảm khác. Nhiều người lo ngại rằng những sao nào diện đầm dài có thể bị ướt hoặc là trượt ngã. Tuy nhiên, cuối cùng mọi việc vẫn đâu vào đó. Các ngôi sao vẫn có thể khoe sắc rạng rỡ trong những bộ cánh sang trọng của mình.